얘도 아 얘도 불렀다.
con là cái viên ngọc lên trên trán Phật chưa? Được rồi. À. Như đang chơi cái máy nó bị. Bị treo hả? Bị treo. Ủa? Phật mỉm cười với con chưa? Rồi. Phật mỉm cười rồi phải không? Mỉm cười rồi là hết rồi đó. Mỉm cười hết rồi. Rồi lấy đồ đi. Ơi. Cái này là sơ đồ lịch sử á. 1000 năm vương quốc Silla. Ừ, đã tới Việt Nam rồi. À, nó viết về Việt Nam. À. Lần đầu tiên. Ừ. Rồi cái Lý Long Tường nè, nhà vua ông Lý Long Tường nè. Có phải là cái vị sư này là chuột gì, cái chuột. Hình như vậy á. Mà đọc cho kỹ đi, đọc kỹ là biết liền gì. Nè. À, nhà vua ấy là hoàng tử Lý Long Tường nè. Ông này ông gặp cái ông Phùng Khắc Khoan. Phùng Khắc Khoan. Năm 1597. Là Việt Nam có mối quan hệ với Hàn Quốc từ rất xa xưa là hoàng tử của Việt Nam qua ở bên Hàn Quốc là thành dân Hàn Quốc luôn, thấy không? Nên Hàn Quốc đâu có khi nào đánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.